ảnh này đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong những trận chiến vĩ đại trong lịch sử thế giới, đó là Điện Biên Phủ. Nhắc đến Điện Biên Phủ, chúng ta không thể không nhắc đến một người. Ông được xem như một huyền thoại quân sự thế giới khi chỉ huy một quân đội nhỏ yếu đã đánh bại một cường quốc lớn trên thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái tên đã nói lên tất cả. Nhắc đến Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ cũng là nhắc đến 9 năm vị tướng huyền thoại này cùng Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ và quân dân Việt Bắc Thái Nguyên đồng cam cộng khổ, xây dựng chiến khu, lãnh đạo toàn dân kháng chiến kiến quốc. Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, nơi ra đời những quyết định lịch sử quan trọng, còn là nơi ghi những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp vị danh tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc Cụ Hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nòi, trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền. Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã nói lên tấm lòng và niềm tin của cả dân tộc ta trong suốt 3.000 ngày kháng chiến. Xác định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sẽ là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện và lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng an toàn khu tuyệt mật. Nơi ấy phải có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt, và ở nơi đó tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Và định hóa Thái Nguyên vinh dự trở thành thánh địa của cuộc kháng chiến trường kỳ này. Tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến đồi Khâu Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo kháng chiến. Cùng với Bác, Tổng Hành Dinh đã làm nên một cuộc thiên đô rút khỏi Hà Nội, tiến về chiến khu. Dưới những tán rừng, trong những xóm làng Định Hóa, có cả một nhà nước thu nhỏ. Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan trung ương đều đóng tại đây. Không khí kháng chiến đã thức dậy cả một vùng rộng lớn. Và cũng ở nơi đây, tướng Giáp từng bước xây dựng lực lượng và định hướng chiến lược quân sự. Sau này, trong hồi ký của mình, Tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương 1951-1953 Raoul Salang cũng phải thừa nhận vùng đất này đã khiến đội quân của ông ta sa lầy. Một vùng đất rất khó xâm nhập vì nhiều hang đá rừng rậm phủ kín tất cả, không quân khó phát huy tác dụng. Trên nền tảng các sắc tộc ít người, dân vùng này đã trải qua những năm tháng dưới chế độ vững chắc của Việt Minh. Giờ đây, chính tại nơi này, tướng Giáp xây dựng bộ đội của mình để chống lại quân Pháp. Vào thời điểm cuối năm 1946, tổng số quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương lên tới khoảng 90.000 quân, là lực lượng vừa chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai, lại được trang bị những vũ khí hiện đại nhất của phương Tây. So với ta là một khoảng cách mang tính thời đại. Trước tình hình đó, Bộ Tổng Chỉ huy mà đứng đầu là Võ Nguyên Giáp nhận định chỉ có thực hiện vũ trang toàn dân phối hợp với sự chiến đấu của bộ đội và sự chiến đấu của dân quân và toàn dân thì mới làm cho giặc bị tê liệt
bị vây hãm, bị khốn cùng về cả mọi mặt. Đó chính là phương thức của một loại hình chiến tranh mới, chiến tranh nhân dân. Cuộc chiến tranh nhân dân của ta, điều cơ bản cũng là lòng dân, là sức mạnh, tinh thần của sự đoàn kết toàn dân. Có sống dưới những tán rừng định hóa, có sống trong sự chở che của đồng bào định hóa ngày ấy, mới thấu nhận hết tấm lòng nhân dân. Nếp nhà vị tổng chỉ huy quân đội ta từng ở cũng đơn sơ giản dị như bao nếp nhà của người Tây, người Nùng ở đây, và cũng hàm chứa đầy đủ những yêu cầu mà Bác Hồ đặt ra cho một văn phòng làm việc tiện nghi nhất lúc bấy giờ. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta chơi. Nhà thoáng, ráo, kín mái, gần dân, không gần đường. Với mưu đồ kết thúc sớm chiến tranh giữa năm 1947, thực dân Pháp xây dựng kế hoạch mở cuộc tiến công quy mô lên Việt Bắc. Những điều đó đã nằm trong dự tính của Võ Nguyên Giáp từ cuối năm 1946, đầu năm 1947. Bên cạnh việc xây dựng căn cứ địa tuyệt mật tại Định Hóa Thái Nguyên, thực hiện tiêu thổ kháng chiến ở vùng đô thị, đồng thời bố trí du kích, xây dựng trận địa chiến đấu với tinh thần triệt để tiêu hao địch. Nhân dân Thái Nguyên đã tự tay dỡ bỏ, phá hoại tất cả công trình, cơ quan công sở, đường giao thông, cầu cống và nhà cửa của mình để ủng hộ kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến ấy, thì Thái Nguyên nhận được cái lệnh là tiêu hủy kháng chiến để chống, khi mà địch đến thì nhà không còn chống, do đó cho nên tạo điều kiện khó khăn cho thằng địch. Thế do đó cho nên Thái Nguyên, thị xã Thái Nguyên là vào đầu năm 1947 thì là sau khi nhận được lệnh thì nhân dân rất là, một phần thì phấn khởi nhưng một phần thì cũng lo. Thế nhưng mà thấy rằng là nếu mà nhà nước hoặc là chính phủ hoặc là Bác Hồ kêu gọi để tiêu thổ kháng chiến thì nhân dân rất vui vẻ. Tỉnh lúc bây giờ là phá những cái công trình cũ, thí dụ như là tòa sứ cũ của thực Pháp, rồi thì các cái công sở của nó. Sau đó thì phá đến những cái công trình công cộng, thí dụ như chợ hoặc là những cái câu lạc bộ của Pháp hoặc là của các cái quan Việt Nam ngày xưa. Thế rồi thì vận động mình phá nương như thế, do đó cho nên nhân dân thấy rằng là nhà nước tất cả những công trình đồ sộ còn phá đi, nữa là những cái nhà của mình phá đi để tiêu thổ kháng chiến, để mà chống với lại quân thù, do đó cho nên nhân dân rất phấn khởi mà tự nguyện thôi. Thế do đó cho nên là khi đến cuối năm 47, đến thu đông năm 47 mà địch nhảy dù xuống Bắc Cạn, rồi sau đó nhảy dù xuống lòng sông Lòng Ngò, thì nhân trong cái vấn đề cái chủ trương mình tiêu diệt kháng chiến thật là tuyệt. Chứ nếu mà mình còn để nhà cửa đàng hoàng như thế thì có thể là tụ địch nó còn đóng lâu dài ở Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, quân Pháp bắt đầu triển khai cuộc tiến công mùa đông lên Việt Bắc theo ba hướng. Cánh quân dù nhảy xuống đánh chiếm Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. Cánh quân đường bộ theo đường số 4 bao vây căn cứ địa từ hướng Đông Bắc, sau đó theo đường số 3 quặt xuống Bắc Cạn. Cánh quân đường thủy theo sông Hồng vào sông Lô lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, hình thành gọng kìm bao vây từ hướng Tây Nam. Bộ chỉ huy Pháp hy vọng có thể nhanh chóng chụp bắt được bộ máy lãnh đạo kháng chiến và đập tan Việt Minh trong vòng 3 tuần lễ. Nhưng địch đã thất bại ngay từ đầu trong âm mưu của mình khi giao chiến với quân đội Võ Nguyên Giáp tại Việt Bắc. Vì tổng chỉ huy quân đội Việt Nam nhận thấy cuộc tấn công của địch diễn ra không cùng lúc, lực lượng bị trải rộng lại bị hạn chế nhiều do chiến trường rừng núi, các phương tiện kỹ thuật khó phát huy được sức mạnh. Chưa kể hai gọng kìm tiến công quá dài, không thể thực hiện nhiệm vụ bao vây căn cứ địa. Trong vai trò là tổng chỉ huy chiến dịch, ông chủ trương phân tán bộ đội chủ lực, đưa các đại đội về địa phương cùng dân quân du kích, phát động chiến tranh du kích rộng rãi, bao vây
và tiêu hao địch. Với cách đánh vận động địa hình, các đơn vị bộ đội chủ lực di chuyển, đón đường, tìm địch để đánh. Dân quân du kích, phục kích, bắn tỉa, cài mìn, gây tổn thất cho địch. Có những nơi đã trở thành con đường máu của quân thù. Cái trận Buôn Lao Lũng Phì nó có cái ý nghĩa là từ địch vận chuyển tự do trên đường số 4. Thì nay con đường số 4 bị cắt hẳn và chúng ta thực hiện được cái khẩu hiệu là chặt đứt đường số 4. Và sau cái trận mùng 3 tháng 9 1949 thì địch không còn đi lại trên đường số 4 bằng cơ giới nữa, mà phải vận chuyển bằng máy bay, tiếp tế bằng máy bay. Tất cả đều nhảy dù và thả dù, và khi tất cả đều nhảy dù khó khăn. Không đạt được mong muốn, địch tiến hành bước 2 với cuộc hành quân xanh tuyê mà hướng bao vây càn quét chính là Thái Nguyên. Nhưng chúng tiếp tục vấp sẵn. Quân dân Thái Nguyên chủ lực đánh 123 trận lớn nhỏ. Riêng Thái Nguyên đã độc lập chiến đấu 68 trận, tiêu diệt gần 100 tên Pháp. Với chủ lực đánh 21 trận, tiêu diệt 80 tên. Cuối tháng 12 năm 1947, quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Chiến lược đánh nhanh thắng nhanh bị phá sản. Chiến thắng Việt Bắc đã làm đứt lòng quân dân cả nước, củng cố niềm tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường 28 tháng 5 năm 1948 và ông Nguyên Giáp với quân hàm tướng. Núi rừng Định Hóa đã chứng kiến buổi lễ ấy, chung vui với ông niềm vui ấy. Thái Nguyên ghi nhận lễ ta. Hơn thế, từ đây cuộc chiến đấu của chúng ta bước sang giai đoạn mới, phát triển chiến tranh du kích, xuất công. Quân đội ta dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phát triển mạnh. Thái Nguyên tiếp tục niềm vinh dự là cái nôi của những binh đoàn chủ lực đầu tiên. Ngày 28 tháng 8 năm 1000, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến dự buổi lễ thành lập Đại đoàn 308 quân tiên phong tại Đu, Phú Lương và trao lá cờ quyết chiến quyết thắng, động viên đơn vị sẵn sàng cho những trận đánh lớn. Với việc đặt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Liên Xô và các nước Đông Âu, Việt Nam đã thành công trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế. Uy tín và tiềm lực quân sự cũng được tăng cường mạnh mẽ. Tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới, quyết tâm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông nối liền xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy chiến dịch. Ngày 2 tháng 9 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho bộ đội: dịch Cao Bắc Lạng rất quan trọng, chúng ta quyết đánh thắng trận này. Trung tuần, người lên đường đi chiến dịch. Trên ngọn núi lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã quan sát, nghiên cứu địa hình, địa thế và lập kế hoạch, phương án tác chiến. Trong giờ phút ấy thật ung dung tự tại mà chứa chan tình cảm cách mạng. Trên đỉnh núi Bắc Hồ xem trận địa, cổ vũ quân dân đang xung phong vì chính nghĩa, thăm thương binh và gặp cả tù nhân, cho ấm lòng cho cả ánh bình minh. Theo phương án tác chiến của Nguyên Giáp, ngày 16 đến ngày 18 tháng 9, quân ta tấn công tiêu diệt cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4. Từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10, Đại đoàn 308, Trung đoàn 209 vận động tiến công tiêu diệt binh đoàn từ Thất Khê lên và binh đoàn Sắc Tông từ Cao Bằng rút về tại khu vực điểm cao 477.
đến ngày 23 tháng 10, quân địch phải rút hoàn toàn khỏi các cứ điểm còn lại trên đường 4, tháo chạy với thiệt hại rất nặng về trang bị. Đại tướng Đỗ Nguyên Giáp là người tổ sự Hồ Chí Minh về chiến tranh toàn dân, huy động sức mạnh đoàn kết của toàn dân và có cái nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, từ đó mà quốc to. Thì trong chiến dịch biên giới ấy, thì bộ phận chuẩn bị chiến trường thì đã chọn cái điểm đột phá chiến dịch là thị xã Cao Bằng. Nhưng mà thì bản thân tư lệnh chiến dịch, đại tướng tổng tư lệnh kiêm tư lệnh chiến dịch đã tự mình thực địa. Đó là một cái tác phong mà chúng tôi học tập. Qua việc tự mình quan sát thế bố trí của địch và nhìn thấy rõ con sông, mà nghĩ đến các cái việc mà bộ đội ta phải đột phá qua con sông rồi đánh vào cái thị xã Cao Bằng rất là kiên cố, thì đội ta lúc đó thì đề nghị Bác Hồ, và khi đó có canh ở Trung Quốc cùng sang để tham gia ý kiến, thì đại tướng đề nghị chuyển hướng đột phá chiến dịch, không đánh vào thị xã Cao Bằng mà đánh vào Đông Khê. Từ đó rung động làm cho địch ở Cao Bằng phải rút, và bộ phận của Lơ Pa lấy thời cơ hai binh đoàn ấy lọt vào khu vực thể lợi dụng địa hình để triển khai lực lượng của đại đoàn 308 cùng với trung đoàn 174, trung đoàn 209 tiêu diệt hai binh đoàn lớn của Lơ Pa và của Sa Tông, gây một chuyển biến lớn trong cuộc. Pháp coi đó là thảm họa Cao Bằng. Thất bại tại biên giới, bộ chỉ huy Pháp vơ vét các đơn vị dự bị ở đồng bằng Bắc Bộ, mở cuộc hành binh Fokker đánh lên Thái Nguyên hòng cứu vãn tình thế. Nhưng dưới sự chỉ huy một cách toàn diện của đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân đã tiến 60 trận lớn nhỏ, tiêu diệt gần 600 tên địch, làm bị thương hơn, bắn rơi một máy bay, phá hủy ba cano, thu 160 súng các loại, phá tan ý đồ đổi Cao Bằng lấy Thái Nguyên của địch. Chiến dịch biên giới đã tạo ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh dấu sự trưởng thành về chỉ huy và trình độ tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đây, chúng ta liên tiếp mở nhiều chiến dịch lớn tiêu diệt sinh lực địch, nhiều vùng rộng lớn ở biên giới Việt Trung, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào được giải phóng. Trước tình hình nguy khốn ở Đông Dương tháng 5 năm 1953, chính phủ Pháp đội quân viễn chinh tại Đông Dương với hy vọng làm thay đổi trường. Kế hoạch Nava được chính phủ Pháp tán thành và chi viện mạnh. Đối phó với kế hoạch của địch, tháng 9 năm 1953, Trung ương Đảng ở Tiền Keo, Phú Đình, Định Hóa đã nhận định: địch âm mưu xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh thì ta buộc địch phải phân tán đi khắp nơi, tiêu hao từng bộ phận. Hướng tiến công chính của ta sẽ là Tây Bắc. Từ tháng 5 năm 53, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thành lập một tổ nghiên cứu tại An Toàn Phú Định Hóa để chuẩn bị lý luận đánh tập đoàn cứ điểm. Xã Đồng Thịnh đã cung cấp một sa bàn lý tưởng cho đại đoàn 308 trước khi bước vào trận chiến quyết định. Ngày 16 tháng 12 năm 1953, tại xóm Tịt, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng chiến dịch. Đông xuân năm 34 thì đi Điện Biên Phủ là tôi từ Thanh Định là cái chỗ là cơ quan bộ tổng tư lĩnh rồi đi. Lúc đó đường là đi xe jeep là jeep đấy là của Pháp. Đi xe jeep được đi ra quận Vuông rồi xuống đi qua Đèo Khế. Lúc mà tôi liên hệ với Bắc Hồ với Trung ương thì bằng một cách là vô tuyến điện đó. Và đại đường địch nó bắt đai ra nó có thể mở mã lên được. Cho nên cả gì mà thật mất đó, là giao thông. Thì dũ những cái chuyển hướng là quyết định chuyển hướng rồi
Người ta cho một cái cầu hàng ngày đêm mà tất cả nó đi về đi lại đi đến đến chỗ anh Trần Chinh rồi đến báo cáo. Từ chiến khu, những đoàn quân náo nức hướng về điểm hẹn lịch sử. Những đường Việt Bắc qua, đêm đêm rầm rập như là đất rung. Quân đi điệp điệp trùng đau đầu súng, bạn cùng mũ nan. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến người học trò của mình lên đường ra trận, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận là cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Những lời dặn dò ấy đã giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra, mà vào thời điểm đó ông gọi đó là quyết định khó khăn nhất, thay đổi cách đánh từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Khi ấy Đảng ủy thống nhất với Đại tướng rằng không theo phương án đánh nhanh thắng nhanh nữa, tạm thời lui quân cho đại đoàn 308 tiến ngay sang Lào để đánh lạc hướng địch và chuẩn bị lại. Từ việc chuẩn bị lại ấy thì tiến hành đánh chắc tiến chắc, hình thành bao vây chiến dịch, và sau 55 ngày đêm tấn công bao vây, tấn công bao vây, và cuối cùng bóp chết cái tập đoàn cứ điểm cho tư lệnh đầu hàng. Thì đấy là một trong những cái quyết định khó khăn nhất mà cũng là sáng suốt nhất. Quyết định lịch sử ấy đã đưa quân Pháp vào thảm họa Đông Dương. 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3, lực lượng pháo binh của ta đồng loạt nhả đạn tấn công cứ điểm đầu tiên Him Lam. Địch choáng váng bất ngờ bởi chúng không thể tin được quân ta có thể kéo pháo lên các mỏm núi cao và ngụy trang mà không bị phát hiện. Ngay từ dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, quân ta đã giành thắng lợi. Với chiến thuật dập tắt hỏa lực địch, khống chế con đường tiếp tế bằng hàng không, kết hợp chiến thuật vây lấn, sử dụng hệ thống giao thông hào bao vây, siết chặt và tiếp cận các vị trí của địch, những người lính của tướng Giáp đã nhanh chóng tiêu diệt các cứ điểm trọng yếu, thu hẹp khu vực kiểm soát của quân Pháp. Ngày 7 tháng 5, con nhím Điện Biên thất thủ, lá cờ đỏ sao vàng bay trên nóc hầm Đờ Cát. Việt Nam đã khiến cả thế giới phải chấn động. Tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc, Điện Biên vui vẻ, vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc, đèo Re, núi Hồng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành huyền thoại quân sự thế giới. Mảnh đất này đã Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm nên một hành trình lịch sử trong suốt 9 năm nếm mật nằm gai, đưa ra những quyết quan lựa chọn lịch sử tới điểm hẹn lịch sử. Và hơn 30-75, đội quân của tướng Giáp, đội quân từ 34 người đầu tiên đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến lược Việt Nam.